Hi, xin chào tất cả các anh em ngày hôm nay mình cũng chạy lòng tâm sự cho tất cả các anh em những cái hiểu biết cũng như những cái kinh nghiệm của mình các bạn tích lũy nhiều năm qua thì mình cũng tích lũy kinh nghiệm cũng được là khoảng mười mấy năm mặt bạn thì mình cũng rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn để chia sẻ những cái đam mê về xe cho tất cả các bạn cùng đam mê với mình để cùng nhau thông qua những cái clip mình quay các bạn là cả một cái tâm huyết của mình và suy nghĩ của mình các bạn để có thể chia sẻ cho anh em thì mình phải suy nghĩ quay sao cho anh em dễ hiểu nào và hay nhất à, cả một cái tâm huyết của mình mong anh em à, có những phần nào mà mình chưa có diễn đạt hết á mong anh em thông cảm cho mình nghe thì mình rất vui được anh em đăng ký và like cho clip của mình ủng hộ cho mình mình rất quý và cảm ơn à, tất cả các anh em thì à, mong muốn của mình là mình sẽ giới thiệu những cái gì hay để gửi đến tất cả các anh em như là cách sử dụng xe sao cho bền nhất cũng như là để chọn một cái mẫu xe mà mình ân ý nhé thì ngày hôm nay mình sẽ quay giữa hai phiên bản phiên bản abs và phiên bản tiêu chuẩn các bạn cho các bạn có thể lựa chọn được một cái mẫu xe mà sử dụng tốt nhất nha thì mình phiên các bạn á, thì khi mà mua xe mới á, thì mình cũng phải có một cái à, kinh nghiệm để mình có thể lựa chọn một cái mẫu xe để mình sử dụng một cách lâu dài các bạn tại vì mỗi mẫu xe các bạn mua là phải gắn bó với mình cả một cái quãng đường à, khi mà các bạn sử dụng à, như là hợp với cái cách sử dụng của mình hoặc những cái tính năng đó là tiện nghi khi các bạn di chuyển ở quãng đường dài các bạn đôi khi á, mình mua được một chiếc xe là cả vấn đề mình có thể là khi mà chạy về quê các bạn tết anh em chạy về quê đường xa thì cái công dụng nó sẽ phát huy hết ở trên cái mẫu xe đó các bạn hoặc các bạn đi sử à, sử dụng đi làm hàng ngày á, có hợp với cái cách sử dụng của mình không cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay clip so sánh giữa cái phiên bản ABS là 54 triệu với phiên bản tiêu chuẩn là 48 triệu. Giá đó là giá đề xuất của nhà máy chưa có biển số nghe các bạn. Hai cái uh, phiên bản trên lệch với nhau 6 triệu. Uh, ở phiên bản ABS các bạn sẽ được gì? Hơn 6 triệu. Đó, thì mình sẽ giới thiệu một số tính năng trên phiên bản ABS cho các bạn tham khảo nghe. Thứ nhất là được trang bị hệ thống phá thông minh. Thì phá thông minh tất cả các bạn đã biết rồi, một tính năng an toàn uh, vừa tiện nghi cho các bạn tích hợp chống trộm chống góp trên cái ổ khóa thông minh luôn các bạn khi các bạn có một cái remote các bạn mới mở xe được với kèm theo đó là một cái mật khẩu xe nha thì cái hệ thống khóa thông minh tiện lợi an toàn giúp người dùng dễ dàng định vị định vị là tìm xe các bạn tìm xe trong bãi trong siêu thị không biết xe mình đâu á các bạn có thể nhắn hai cái liên tục trên cái remote thì xe mình sẽ phát ra cái cái xin nhanh, đồng thời sẽ phát cái tiếng kêu bíp bíp cho các bạn dễ dàng tìm xe mình ở vị trí nào các bạn thì ngoài ra cái núm xây với cái tính năng mở phá điện nè tắt khóa mở yên phá cổ các bạn chỉ được kích hoạt khi các bạn cầm cái remote trong cái phạm vi cho phép đó là tức nghĩa các bạn gần xe thì các bạn mới mở khóa được còn các bạn đi xa xe ngoài một mét là không có mở khóa được nha các bạn nó tiện dụng các bạn các bạn chỉ có thể bỏ remote trên người các bạn các bạn lại xe các bạn sử dụng chạy và các bạn tắt phá nhưng mà khi tắt phá một cái điều lưu ý là các bạn đợi cái đèn tín hiệu chìa phá xe nó tắt các bạn hãy đi ra chỗ khác nha là uh, khi mà chưa tắt hẳn thì các bạn đi ra chỗ khác là tắt phá trái phép nó sẽ phát ra một cái tiếng kêu hoặc cái tiếng nháy ở trên cái uh, chìa khóa của mình các bạn thì thêm nữa là đồng hồ của phiên bản ABS nó khác với phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn phiên bản ABS là đồng hồ nó có thêm uh, đèn ABS nè và tách rời hai cái đèn xi nhanh trái phải khác nhau các bạn khi bạn bật xin nhanh bên trái thì nó sẽ hiện thị bên trái và bật bên phải nó sẽ hiện thị bên phải Và kèm theo đó là một cái đèn ABS cho các bạn nhận biết được cái hoạt động của ABS xe mình luôn các bạn đó. Và kèm thiêu nữa là một cái cổng sạc 12V cho các bạn sạc những cái linh kiện điện tử Như điện thoại thông minh các bạn hoặc đồng hồ các bạn Hoặc những anh phượt thủ hay thích quay lại những cái camera hành trình nữa các bạn Đó để các bạn có thể quay lại cái phản khách mà mình đi chơi các bạn hoặc đi phượt đó. đó, thì nó một cái tính tiện dụng cho cho tất cả các bạn sử dụng luôn. Và một cái tính năng nữa mà hầu như tất cả các anh em mong muốn là phiên bản 2024 có một cái sự thay đổi về và một cái tính năng mới là trang bị phanh và cải tiến một cái hành trình phụ trước các bạn thì mình sẽ giới thiệu tính năng của ABS trước cho các bạn tham khảo nha thì ABS là một cái hệ thống chống bó gấn phanh điều chỉnh lực phanh gấp khi các bạn phanh ở đường trơn ướt hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm để tăng cái độ ổn định cho xe khi các bạn phanh nha đó nhất là những anh mà hay di chuyển ở quãng đường dài các bạn một cái mẫu phanh cực kỳ là an toàn luôn thì phanh trước hai bê tông kết hợp với là ABS thì phanh đĩa trước được trang bị là má phanh các bạn còn gọi là heo dầu trước hai bê tông à, cung cấp một cái lực phanh là 17 phần trăm các bộ dẫn lực ma sát được thiết kế cứng chắc tạo nên một cái hiệu quả phanh à, gõ gệt các bạn và đường kính à, phanh đĩa trước của phiên bản ABS được tăng lên là 267 mm và còn gọi là đĩa lớn các bạn với so với phiên bản à, cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn là 245 mm đó và một cái tỷ số truyền lực phanh tối ưu hóa mang lại cái hiệu quả phanh Gõ gệt và cái cảm giác lái thoải mái cho người sử dụng nha các bạn Ở hai cái phiên bản này trên lệch với nhau uh, là 6 triệu Nhưng mà nó mang lại những cái tiện nghi nhất uh, cho các bạn sử dụng xe luôn nha Và cải tiến hành trình phục trước các bạn Mà nhiều bạn hay khó qua những cái gờ bực á Nó kêu cục cục á, Thì ở phiên bản 2024 đã cải tiến tăng cái hành trình phục trước uh, Dài hơn cho cái độ đàn hồi nó im hơn các bạn Còn ở phiên bản tiêu chuẩn nè các bạn Là sử dụng chìa phá cơ nha không có cộng sạc 12V và phanh trước là một piston tông không uh, kết hợp với uh, địa trước là 245mm các bạn. Nó khác với phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Mình chỉ uh, muốn là mình sẽ giới thiệu những cái tính năng ở trên uh, 3 phiên bản để cho các bạn có thể tham khảo nha. chứ uh, mỗi bạn thì nó có một cái sở thích khác nhau. Bạn nào mà thích uh, không thích cái sự gầm gà các bạn có thể chọn phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phá cơ nè. À, đó còn các bạn nào mà thích à, thông minh hoặc những cái tính năng mới à, tiện dụng thì các bạn có thể chọn ở phiên bản ABS các bạn còn à, nói về động cơ 155 cc VVA các bạn phát triển trên nền tảng động cơ G15 công suất đại là 17,9 mã lực các bạn mạnh hơn 17 phần so với phiên bản 150 cc các bạn thì động cơ 155 cc VVA 4 quanh sử dụng động cơ SOHC các bạn phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch thì nói về cái làm mát bằng dung dịch thì tất cả các bạn đã biết một cái cực kỳ là là, là hiệu quả ở cái dung dịch nước làm mát của Yamaha các bạn cho một cái hiệu năng ổn định cả giải tốc độ uh, thấp nè các bạn trong đô thị nè và tốc độ cao ngoài đường trường các bạn và đường kính hành cũng như cái hành trình bê tông lần lượt là 58.0 nhân 58.7 mm các bạn tỷ số nén là 10.5 uh, chia 1 mang lại là 13 1,2 kW sức mạnh tối đa tại dòng tua máy là 9.500 dọc trên phút nha các bạn. Tỷ số nén được tùy chỉnh mang lại cái cảm giác lái mực mà cả giải tốc độ thấp hoặc tốc độ cao ngoài đường trường đúng không bạn Thì mô moment sáng cực đại mang đến là 14.4 Newton tại 8.000 dòng trên phút nha các bạn. Về động cơ thì hai phiên bản này hoàn toàn giống nhau hết nha các bạn. Thì mình mong rằng clip mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tham khảo để lựa chọn một cái mẫu xe mà mình thích hợp nhất nha các bạn thì mình sẽ quay cận cảnh, cảnh phiên bản ABS cho các bạn tham khảo nha. Thì phiên bản ABS đó các bạn khi mà các bạn ra cửa hàng mua xe mới đó, thì trước tiên là uh, lắp ráp xe mới thì nó dễ thôi các bạn, chỉ có là cà số khung số máy cho người ta làm cái giấy tờ mua bán cho mình đó các bạn. Xong sau đó thì uh, kỹ thuật viên sẽ lắp bình ắc uh, quy đổ xăng uh, lên và sẽ khởi động xe thôi các bạn. Khi mà các bạn làm giấy xong rồi á thì À, các bạn mang cái giấy tờ mua bán đem ra à, cho kỹ thực viên thì kỹ thuật viên sẽ xem trên giấy tờ mua bán à, các bạn được phiếu mãi những cái phụ à, kiện gì hoặc những à, phiếu được phiếu mãi à, nhớt hoặc nón bảo hiểm ba ga gì đó thì à, kỹ thực viên sẽ đem cái phiếu đó vào kho kỹ thuật viên sẽ lấy à, phụ tùng ra lắp ráp cho bạn và sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng xe cho mình đó các bạn đây À, trước tiên là mình phải lắp bình ắc quy khi mà lắp bình ắc quy á thì mình sẵn có lắp bình ắc quy mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn khi mà các bạn lắp bình ắc quy có lắp bình ắc quy tại nhà thì các bạn nên lắp theo đúng cọc các bạn cọc đỏ là bên cộng này các bạn tránh trường hợp mà các bạn lắp sai cọc thì nó sẽ hư cái hệ thống điện hoặc đứt cầu chì xe mình nghe các bạn à, đứt cầu chì các bạn không biết thì các bạn hay lấy cái dây điện hoặc cầu chì lớn hơn các bạn nhét vô nó sẽ à, cháy hệ thống dây điện xe mình nghe các bạn và hư tất cả các cầm biến luôn các bạn đây khi mà mình lắp cái cọc bình đỏ xong nó có một cái cao su chụp thì mình sẽ gắn vô ngay ngắn đàng hoàng các bạn cọc đỏ là cọc cộng còn cọc âm là cọc trừ khi mà lắp xong thì mình sẽ lắp cái phần uh, miếng bảo vệ bình lại các bạn đây kế tiếp là mình sẽ lắp miếng cao su sau cái bằng số khung các bạn khi mà xe mới mình phải dỡ cái miếng này lên nè để mình cà số khung các bạn và khi mình lắp vô mình lắp những cái cháu uh, chấu các bạn còn gọi cái chốt của cao su nó vô cái phần cao su và nó ngay ngắn và được nhét uh, ở dưới cái phần của cái ốp sườn sau các bạn đó khi mình lắp hoàn thiện rồi nè các bạn đó. bình xăng của dòng này sinh tơ 155 mới này là 5 lít tư lần các bạn các bạn có thể di chuyển quãng đường 265 cây số các bạn đó khi mà bạn nào nhà gần mình có thể đổ một làn xăng đầy rồi mình về tới nhà luôn đó khi mà lắp xong cái miếng À, bảo che bình xong thì mình nó có hai con ốc nằm trên thì mình sẽ bắt cái vô các bạn mình sẽ cũng hướng dẫn cho các bạn nếu mà bạn nào tết á, có gì quê á, mà xe mình không sử dụng đậu trong nhà á, các bạn sợ hết bình đó thì các bạn có thể làm như mình mở cái miếng này lên và mở cọc bình ra nếu mà các bạn muốn mở thì các bạn mở cọc âm ra thôi khỏi cần mở cọc dương tránh trường hợp các bạn mở cọc dương nó chạm vô, vô mát sườn đó, nó sẽ đứt cầu chì nhé đó những phần kế tiếp là kế tiếp đó là mình sẽ lắp kiến nha các bạn thì xe mới là chỉ có những cái linh kiện theo xe như là bình ắc quy nè kiến nè đó rồi ba ga là được tặng kèm theo và một lần thay nhất đầu tiên nha các bạn đó khi mình lắp xong bình ắc quy rồi tới mình phải lắp kiến cho khách còn mình nên phiên các bạn nên chạy kiến gin nè tại vì nó cao á cho các bạn dễ nhìn đường á các bạn gắt kiến kiểu á đôi khi nó thấp quá các bạn nhìn nó khó thấy hơn cái kiến gin của mình nhé thì phiên bản ABS màu đen này nè các bạn. Các bạn có thể sử dụng khi mà sau này nó cũ xuống á thì mình có thể phối theo màu các bạn. Như là các bạn thích màu đen bóng thì các bạn có thể thay cái bộ áo màu đen bóng qua và các bạn thích cái mẫu tem nào ở cái dòng nào á, các bạn có thể phối lên nhé. Như là bạn nhiều bạn hỏi mình á là màu đen màu đen mâm đồng này á các bạn có thể thay màu khác không? Được nha các bạn, các bạn có thể thay màu đen xám qua cũng được nè các bạn. Đó, các bạn có thể phối màu À, cho nên á chủ yếu là mình lựa phiên bản thôi các bạn. Chớ à, à, về cái màu á thì hầu như là à, màu đen thì các bạn có thể phối nhiều màu đen với nhau được nha các bạn. Đó, xe mới là không có xăng các bạn. Khi mà các bạn mua mình mới đổ xăng vô nghe. Tại vì trường hợp nếu mà mình đổ xăng sẵn vô á mình để lâu ngày lưu kho nó sẽ bị oxy quá cái hệ thống. Điện tử các bạn thì các bạn đã biết xăng rồi mình để lâu ngày thì nó sẽ thành một cái quá chất như một cái keo nhựa các bạn. Cho nên những bạn nào mà hay đậu xe nhiều á à, không chạy á thì mình phải đậu ở chừng tầm khoảng 3 đến một tuần lễ là mình nổ máy cho nó 5 đến 10 phút các bạn. Thứ nhất là sạc điện ga vô à, nó bảo vệ hệ thống điện, bình ắc quy mình không bị hư, có điện ga vô không bị hư và hệ thống xăng nó cũng hoạt động với động cơ có nhớt bắn lên bôi trơn các bạn. Tránh trường hợp mà các bạn để lâu quá mà các bạn không có nổ máy thì xăng nó sẽ bị oxy quá hư cái bơm xăng của mình nha các bạn, bơm xăng bét phun nè. Thì với một cái nữa là các bạn khi đậu các bạn không chạy các bạn nên đổ đầy bình xăng nha, tránh trường hợp là nó một cái bình xăng lớn mà nó các bạn. Đây, à, khi mà mình lắp ráp xong mình sẽ nổ lên các bạn xem nhé. Thì ở dòng xe Center 155 2024 là không có nút tắt đèn các bạn. Đó, khi mà các bạn nổ máy lên là đèn sẽ sáng luôn. Cái đèn uh, cos và hai cái uh, dãy đèn uh, sương mù được bạn còn gọi là đờ mi các bạn đó mình sẽ quay đèn cót là nằm trên các bạn đèn pha là nằm dưới nha tại vì đèn cót đèn uh, cót là khi các bạn qua cua đồ các bạn bẻ lái chạy chậm đồ á nó sẽ đi theo cái góc lái của mình còn đèn pha là các bạn đi đường trường nha khi mà mình lắp gắp xong mình sẽ nổ thử đó các bạn mình uh, mình đã bắt đèn ha da đèn ha da là có nghĩa là khi các bạn mà đậu uh, cặp lại đường các bạn nghe điện thoại đồ á khi bạn bắt nút uh, nút đèn uh, lên là đèn da các bạn nó sẽ cháy bốn cái đèn nhan nhiều uh, bạn hỏi mình uh, là ví dụ như mình mua cái phiên bản a một cái mà thì uh, mình cũng được nhiều bạn quan tâm hỏi thăm là ở cái phiên bản màu đen nhám mâm vàng đồng mình có đổi mâm đen được không thì được nghe các bạn uh, các bạn có thể uh, thương lượng với uh, cửa hàng chỗ mình mua á uh, mình nói là ví dụ như mình không thích mẫu mâm này mình có thể đổi màu đen được không À, thì mình có thể nói với người ta, người ta sẽ đổi cho mình thôi các bạn, Chứ không có sao đâu nghe các bạn. Thì à, cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ đăng ký kênh của mình. Thì cái mong muốn của mình rằng thì mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để gửi đến tất cả các bạn để cho các bạn có thể có một cái kiến thức để sử dụng xe cũng như tìm hiểu để mua một cái dòng xe mà mình ưng ý nhất nha. Nếu các bạn nào mà có thắc mắc về cái dòng xe Center 155 thì có thể comment ở cái phần bình luận dưới mình mình sẽ trả lời bình luận cho các bạn sớm nhất các bạn ơi nếu mà các bạn muốn tham khảo thêm nhiều cái mẫu màu mới của dòng này sinh 155 2024 thì có thể list vào đường link mình ghi ở dưới phần mô tả các bạn để tham khảo và tìm ra một cái mẫu màu mà mình ưng ý nhất cũng như một cái phiên bản mà mình sử dụng tốt nhất nha Cảm ơn các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh của mình thì qua cái thông tin mình chia sẻ các bạn thông qua clip thì mình mong muốn rằng những cái nào hay gửi đến các bạn nha chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm nhiều clip chia sẻ đến các bạn chúc các bạn làm việc một ngày thật nhiều niềm vui cũng như một ngày làm việc thật nhiều may mắn xin chào hẹn lại các bạn clip tiếp theo